Xin chào tất cả mọi người, Phước Sửu và Bạch Đức Thành đang có mặt tại những căn boutique hotel của Nova Phan Thiết. Dạ. Hiện tại thì dòng sản phẩm boutique hotel này vừa mới ra mắt vào ngày 30 tháng 4 mỗi năm thôi, và được rất là nhiều khách hàng yêu thích và lựa chọn cái dòng sản phẩm này luôn anh Sửu ạ. Quá tuyệt vời. Thì sau đây Phước Sửu và Đức Thành sẽ mời mọi người đi tham khảo thực tiếp cái con căn boutique hotel này nhé. Dạ. Xin mời Đức Thành. Hiện tại thì căn này đang được gọi là đi vào hoàn thiện thôi anh. Nên là mình xem nó sẽ có hơi dơ, nhưng mà mình cũng thấy được tổng quan của cái căn boutique hotel sắp tới nó sẽ như thế nào anh ha. Dạ. Thì Đức Thành cho biết cái thông tin sơ qua về cái diện tích của những cái căn boutique hotel tại Nova Phan Thiết được không? Dạ thì những căn đây nó rơi vào khoảng tầm từ 7m x 23 hoặc là 725 rồi 1030 cũng có anh. Rồi ở đây là cái tầng trệt của cái căn boutique hotel Thành ha. Dạ đúng rồi. Với những cái căn này á, là được thiết kế là 2 mặt tiền. Dạ. Trước sau. Đây còn căn góc của anh. Những căn góc thì anh sẽ là được 3 mặt tiền phải không? Dạ đây căn góc rồi thiết kế cũng có thể sẽ có thang máy luôn anh ạ. Có thang máy. Dạ đúng rồi, có thang máy luôn, nhưng mà đây là hiện tại là đang chủ đầu tư làm thôi, còn sau này thì bên em sẽ bàn giao hoàn thiện mặt ngoài thôi, bên trong thì tùy anh đề co. Tùy theo mình đề co. Mình có thể ở đây là một cái những cái quầy bar để buôn bán cho những cái khách hàng tại mua sắm tại dưới tầng trệt phải không? Đúng rồi. Thì boutique hotel này thật sự đó là một cái dòng sản phẩm, nghĩa là khi mà anh mua và sử dụng thì anh có thể làm những căn gọi là nhỏ để cho khách hàng họ sẽ trải nghiệm rất là nhiều phòng ở đây đó anh. Vì đây là một trệt nào, một trệt 5 lầu, ở dưới đó ví dụ mình làm cái quầy bar hoặc là quầy lễ tân đồ nọ thứ đó ở dưới đó anh. Dạ. Đây là một dòng sản phẩm khá là đẹp á. Thì với cái dòng boutique hotel này á thì được thiết kế là khoảng 5 lầu thì mỗi lầu nó sẽ có một cái cách thiết kế và những cái công năng đặc biệt phải không Thành? Dạ đúng rồi đó, ví dụ như bây giờ mình làm một cái phòng như vậy là mình cho thuê là khoảng tầm 1,5 triệu 2 triệu một đêm thôi. Yeah. Đó, tại vì ví dụ cái tệp khách hàng này thì giống như anh em mình thì anh em mình cái tài chính nó khá là hạn hẹp đi, một đêm mình ở khoảng tầm 1,5 triệu 2 triệu là ok, và mình vẫn sử dụng được tất cả mọi tiện ích ở Nova World này. Còn nếu đối với khách hàng có tài chính tốt hơn thì có thể thuê những căn biệt thự ở trong đó, second home bên trong rồi, second home của những khách hàng có tài chính tốt hơn thì giá dao động khoảng tầm một đêm nó khoảng tầm 5 triệu một đêm đó. Nên là cái này thì anh có thể thiết kế từ theo em thì nếu mà một căn như vậy á mình thiết kế được khoảng tầm từ 10 đến 12 phòng đó anh. 10 đến 12 phòng. Dạ thì như Phước Sửu thấy rất là dễ thương, ở đây là thiết kế được dạng như cho một cái gia đình có khoảng hai vợ chồng và 2 đứa con. Đúng rồi. Và đặc biệt là ở đây thì có một cái gian phòng khách rất là đẹp luôn phong Đức Thành. Ở đây là đây là một cái quầy gọi là nấu nướng phong Đức Thành. Dạ, mình có thể là check in và làm những cái món ăn chế biến tại đây. Dạ. Và có một cái nhà vệ sinh rất là lớn ha. Dạ. Nhà vệ sinh này thì được thiết kế rất là ngọn và có cả phòng tắm đứng luôn. Tắm đứng luôn đúng rồi. Đó. Thì là một tầng này là như là 2 căn đi mà 5 lầu thì anh nghĩ đi, 5 lầu là anh thiết kế được 10 phòng rồi. Quá tuyệt vời. 10 phòng rồi thì mà một phòng vậy là 1,5 triệu tới 2 triệu. Là 10 phòng là một ngày, nếu mà một ngày full phòng thôi là đã khoảng tầm 20 triệu rồi. Đó, cái lượng mà nên là khách mà mua ở đây để mà kinh doanh về dạng khách sạn á, khách sạn mini đó. Vậy là anh thấy một khách sạn như vậy là ok lắm rồi đó. Một khách sạn ở dưới thì mình vẫn kinh doanh những cái mặt hàng mua bán hoặc là shop thời trang được. Đúng rồi, mặt tiền thì anh có thể kinh doanh về mặt shop đầy đủ ok. Đó thì dưới mặt shop thì mình sẽ thuê giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều đó. Rồi mình có thể trải nghiệm thêm một vài gian phòng ở trên này ha. Dạ. Okay. Bây giờ là ở đây thì tạm là tầng 1 thì đang đưa vào gọi là hoàn thiện, thì mình sẽ đi lên tầng 4 và những cái tầng 6 mà chủ đầu tư đã hoàn thiện những cái nội thất và chuẩn bị đưa vào hoạt động ha. Thì Thành có thể là nói sơ qua một tí xíu về cái boutique hotel tại Nova Phan Thiết này á, thì những cái sản phẩm này á, thì số lượng có nhiều hay không Thành? Dạ số lượng cực kỳ khan hiếm anh, tại vì nó chỉ nằm ở trên cái trục đường 37m của mình thôi. Thì kết nối từ cái cao tốc Dầu Giây Phan Thiết á, đi xuống một cái là sẽ gặp cái trục đường boutique hotel này luôn. Đó, và nghĩa là kết nối giao thông cực kỳ thuận tiện. Khi mà vừa xuống cao tốc là họ sẽ đi vô chính căn phòng này luôn, cái căn nhà cũng quá tuyệt vời. Thành ạ, dạ. Đối với cái là ở đây là gọi là tầng 3 phòng Thành, dạ. Thì thiết kế gần như là 3 phòng riêng biệt luôn, 3 phòng đó không? Và một cái điều đặc biệt ở đây là vừa cho thuê mặt tiền và có những cái lối đi riêng biệt, dạ, đi thang máy và đi thang bộ lên luôn. Thì mỗi căn là sẽ có một cái sự riêng tư nhất định luôn, không có là ảnh hưởng căn nào hết. Rồi bây giờ thì mình có đầu vào thử 3 phòng mà này phải không Thành? Dạ. Thì ở đây hình như chủ đầu tư thiết kế chắc là mỗi một phòng là một cái toilet riêng luôn quá ta. Để mình coi. Ở đây là dạng như là một căn lớn á Thành, gồm 2 phòng ngủ. Dạ. 2 phòng ngủ, có những cái thiết kế những cái chỗ gọi là check in nè, nhìn về hướng biển rất là đẹp nè, dạ, phải không? Mỗi phòng đều có 2 giường riêng biệt để đón một cái đại gia đình. Dạ. Ví dụ có tầm khoảng là 5 đến 7 người mà, dạ, sử dụng một căn boutique hotel này. Dạ đúng rồi. Một tầng của cái căn boutique hotel thôi ha. Dạ đúng rồi. Với cái tầm nhìn view như vậy thì thật sự là ai cũng muốn thuê ở đây hết. Tại vì đối với những căn mà gọi là có cái tầm view mà view biển như vậy, và trước mặt mình là cái khách sạn Moonbeach 5 sao. Khách sạn Moonbeach 5 sao luôn, và sẽ đi vào hoạt động vào tầm quý 3 năm nay đó anh. Wow, quý 3 năm sau năm này luôn Phong Thành, dạ. Một cái khách sạn gọi là một cái sức chứa phòng rất là lớn luôn. Đúng rồi, và được vận hành bởi cái đơn vị là Accor, và đơn vị đó là đơn vị vận hành rất là lớn trên toàn thế giới. Và cái lượng khách của cái đơn vị đó, tại vì đối với nhiều khách mà đi du lịch đó thì rất là nhiều khách thích cái đơn vị vận hành Accor này đó. Một cái view của cái khách sạn Movie Beach này trực diện ra biển. Đó thì như cái view này thật sự là quá tuyệt vời đối với nguyên cái trục đường boutique hotel này luôn anh. Đó. Thì mọi người cứ thử nghĩ đi, tất cả những người dân hoặc là cư dân tại đây, hoặc là những khách hàng là muốn ghé đến Nova Phan Thiết thì đều đi ngang qua cái trục đường 37m này. Đúng, chính xác. Nên những cái boutique hotel này là một cái sản phẩm cực kỳ hiếm luôn. Dạ đúng rồi. Và dọc theo những cái cung đường này sẽ là những cái shop house đa màu sắc Phong Thành. Dạ, không, cái trục đường này thì là khu đi vào khu Florida anh ạ. Florida đó là một cái khu second home, và đã bàn giao cái khu 1, khu 2 và khu 7 rồi anh ạ. Và những khách hàng đã được nhận nhà vào tầm hồi tháng 2, tháng 3 rồi, hồi đầu năm rồi. Đó, rất là nhiều khách hàng đã nhận nhà ở khu đó rồi. Mình nói về cái tiện ích của khi mà mình thuê cái căn boutique hotel này Phong Thành. Dạ. Thứ nhất là như khi nãy Phước Sửu nói là một cái công viên Bikini Beach 16 hecta. Dạ. Và kế bên là 1,5 hecta là công viên gọi là Cycloland. Dạ. Thì Thành có thể nói sơ qua về những cái tiện ích của cái công viên này được không? Thì bãi biển, cái công viên biển 16 hecta Bikini Beach á, thì sau này nó sẽ diễn ra rất là nhiều cái hoạt động vui chơi giải trí, những rồi những cái gọi là lễ hội giống như là Hoa hậu Hoàn Vũ casting bikini đồ nọ thứ rồi. Đó rồi những cái hoạt động vui chơi giải trí rất là nhiều ở đó. Rồi cái khu công viên, cái vòng xoay mặt trời đó, khu công viên rồi lên tới 1,5 hecta đó cũng là một cái khu vui chơi rất là lớn, đã đi vào hoạt động rồi. Đó, cái lượng khách mà về hồi đợt 30 tháng 4 này, mỗi năm này rất là lớn. Đó, khoảng tầm 80.000 lượt khách về với lại cái dự án Nova Phan Thiết này để chụp hình check in những điểm này. Đó thì sau này á, thì em nghĩ là nếu mà quý 3 đi vào vận hành cái khách sạn Moonbeach này rồi thì lượng khách đổ về đây còn lớn nữa. Dạ, tại vì đa phần ở Phan Thiết thì là còn phủ resort đó, nhưng mà đa phần là những cái resort cũng đã là lâu đời rồi. Những người Cycloland thì cũng hồi xưa rất là nổi tiếng đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ cũng mười mấy năm rồi đó. Rồi những cái cung đường phải đi vào Mũi Né đồ nọ, thì ở ngày xưa mà em đi chơi ở Mũi Né thì em chỉ biết ra đội cát bay, em trượt cát thôi. Đó thì bây giờ khi mà anh đến một cái một cái dự án lên tới 1.000 hecta của Nova Phan Thiết này thì nó rất là đầy đủ tiện ích, đầy đủ hết mọi thứ, không có thiếu gì hết trơn. Ngoài ra như là một bước chân ra là ngàn tiện ích luôn, không có thiếu gì hết. Quá tuyệt vời. Ngoài ra bên kia đang xây dựng một cái cũng là khách sạn luôn anh ạ. Cũng là khách sạn Novotel. Dạ đúng rồi, khách sạn Novotel thì tiến độ nó chậm hơn cái bên này, nên là bên này sẽ đi vào hoạt động trước. Và bên đó thì khoảng đầu năm 2023 thì sẽ đi vào hoạt động này. Kế cận bên đó sẽ có một cái công viên chủ đề 25 hecta. Dạ, công viên ngày xưa thì khi mà anh muốn đi Disneyland thì anh đi đâu? Disneyland thì mình đi Mỹ hoặc là đi Hồng Kông, đi Sing ha. Rồi Disneyland này, Universal này là những công viên rất là lớn đúng không? Dạ, thì đúng rồi. Mình phải đi nước ngoài. Đúng rồi. Nhưng mà sau này khi mà công viên 25 hectare này đi vào hoạt động thì nó không khác gì cái Disneyland và Universal ở tất cả các nước trên thế giới anh ạ. Cách đây một tháng á, Sửu có đi qua Singapore và Sửu có qua cái khu là Sentosa đó. Dạ. Có một Universal và đúng rồi. Công viên mà vận hành rất là đẹp luôn. Dạ. Nó có một quả cầu rất lớn và để là cái thương hiệu gọi là Universal. Dạ, đó. Đúng rồi. Thì nó sẽ có mặt tại Phan Thiết hay sao Thành? Dạ, có nghĩa là đó là cụm tiện ích rất là nhiều trò chơi, từ cảm giác mạnh cho đến những trò chơi mà để dành cho trẻ em, rồi những cái khu thực tế ảo rồi nọ, rất là nhiều thứ ở trong cái khu công viên đó. Đó là mình sẽ gần như là một cái khu cụm tiện ích rất là lớn ở đó anh. Thì khi nãy giờ mình đang nói những cái tiện ích xoay quanh cái Baltic Hotel này, thì Thành có thể là hệ thống lại cho khách hàng biết là diện tích là bao nhiêu và giá bán thời điểm ngay thời điểm hiện tại là khoảng bao nhiêu? Giá bán thời điểm đầu tiên là diện tích đó, thì nó rơi vào khoảng tầm từ 7 m x 23 hoặc là 7 x 25. Dạ. Và cái giá bán của nó thời điểm này cực kỳ là tốt anh. Bao nhiêu là hấp dẫn vậy Thành? Dạ, chỉ có 20 tỷ thôi anh. Wow, nhưng mà quan trọng là anh chỉ thanh toán có 15%, là em ví dụ như là khoảng tầm 20 tỷ đi, thì 15% nó rơi vào khoảng tầm 3 tỷ thôi. Khoảng 3 tỷ thôi. Dạ, và nhưng mà anh thấy tỷ suất sinh lời nó rất là tốt không? Wow. Khi mà cái đường cao tốc đi vào hoạt động và cái trục đường 37 m đi vào hoạt động rồi á, thì kinh doanh ở đây rất là tốt. Và một trệt 5 lầu này thì biết bao nhiêu phòng mà nói, đúng không? Rồi chưa nói ở đây là ngân hàng gọi là hỗ trợ ân hạn lãi gốc luôn. Đúng rồi, ân hạn gốc và lãi 50%. 50% đó, tới khi nhận nhà. Đó là thời điểm Boutique Hotel thì khoảng tầm 2024 anh ạ. Wow, dạ. Vậy là với một cái mức sinh lời rất là tốt khi mà sở hữu Boutique Hotel này. Dạ đúng rồi, chính xác. Và một cái nữa là ở đây là mình có thể là hỗ trợ được cái là gọi là vận hành cho thuê với những cái đơn vị lớn của Nova đã ký kết không? Dạ, hoặc anh tự vận hành cũng được. Thật sự là bây giờ mình vận hành mình cho thuê rất là đơn giản anh. Đối với những khách hàng của em ở ngoài Hà Nội đó anh, thì họ đâu có trực tiếp họ làm được, thì ví dụ như họ sẽ đưa lên Booking, Agoda rồi nọ đó, đúng rồi, để tự vận hành thôi và tự họ trừ chi phí hết mọi thứ thôi. Rất là dễ, rất là đơn giản thôi. Để có nhiều cái thông tin về cái Boutique Hotel tại Phan Thiết này thì quý anh chị alo cho Phước Sửu hoặc Đức Thành, alo hoặc là comment vào video bên dưới. Team của bên mình sẽ cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin. Và đặc biệt quý anh chị cần ký gửi những cái thông tin tại Nova Phan Thiết thì cũng đừng ngần ngại, alo theo số hotline bên dưới, sẽ có nhân viên hỗ trợ cập nhật và sẽ ra những sản phẩm cho anh chị nhanh và hợp lý nhất. Xin chào quý anh chị và hẹn lại quý anh chị ở nhiều video phân tích về thị trường bất động sản tại Phan Thiết. Xin chào và hẹn gặp lại.